Kính mời quý khán giả, chúng ta cùng quay trở lại với cuộc quay tiếp theo ở trong giải bóng đá vô địch sân 7 xứ Thanh giữa hai đội bóng SC Min và đội bóng Trẻ Thành Phố trong lượt trận thứ hai. Minh Dương cùng với Lucky Thanh Hà đã không thể phân bại được thắng thua ở trong lượt trận đầu tiên. Hiện tại thì Trẻ Thành Phố họ đang đứng nhì. Đây là đội hình của đội bóng Trẻ Thành Phố trong trận đấu ngày hôm nay: số 2 Cường Em, số 6 Anh Beng, số 10 Trường Anh. Ngày hôm nay thì FC Bin họ sẽ ra sân với số 5 là Thành Cao, số 7 Trường Béo, số 11 Tuấn Minh. Một màu áo mới dành cho Trẻ Thành Phố và vẫn là những cái tên quen thuộc. Sự vắng mặt và một sự thiếu hụt đi quá đỗi quan trọng dành cho đội bóng FC Bin. Phong độ của mình trong màu áo của Trẻ Thành Phố. Tiếng còi của trọng tài đã cất lên và hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa đội bóng Trẻ Thành Phố và cầu thủ FC Bin chính thức đã bắt đầu. Đánh đầu! Đó là tình huống băng vào và đánh đầu tới từ vị trí của Sơn Quái. Và xử lý bóng tốt của Minh Dô. Bóng cho đáy biên, Tuấn Nếp dứt điểm, câu vào! Một pha bóng phối hợp hay của đội bóng Trẻ Thành Phố ở một tốc độ cực kỳ cao. Lần này là một đường chuyền dài. Sơn Quái! Có gôi! Sơn Quái! Câu vào! Suýt chút nữa thì đội bóng FC Bin họ đã thành công trong pha bóng vừa rồi. Tuấn Nếp vẫn đang là những pha kéo bóng bằng những tình huống chuyền bóng AB cực kỳ hay. Tuấn Nếp có gôi, câu vào, bóng chạm cột dọc. Bóng đã chạm cột dọc sau tình huống dứt điểm cuối cùng của Cường Em. Pha chuyền bóng đầy nỗ lực của Tuấn Nếp dành cho Cường Em. Tuấn Bình đưa bóng vào từ quả đá phạt góc, đánh đầu. Người đã bật cao là Huấn Lép, phản công dành cho đội bóng Trẻ Thành Phố. Cường Em 4-1, có quá nhiều những không gian và sự lựa chọn. Công thành công. Trường Béo, cú đá quá mạnh của Trường Béo. Đánh đầu, không phải, đó là một pha tung người móc bóng của Trung Anh. Một pha bóng hết sức bất ngờ của đội bóng Trẻ Thành Phố. Tuấn Nếp tung xa đường chuyền ở vị trí đá biên. Trung Anh ngả người móc bóng rất ngẫu hứng. Hiệp đấu đầu tiên đã khép lại với tỷ số hòa không đều. Trẻ Thành Phố trong hiệp đấu đầu tiên cũng đã chơi chưa thực sự là đúng với sức của mình, với sự sáng tạo. Nhưng hiệp đấu đầu tiên thì Bin cũng đã chơi tốt. Cơ hội, câu vào. Đó là cú dứt điểm nhẹ của Minh Dô. Không có nhiều sự lựa chọn cho Trường Béo để tìm kiếm những pha dứt điểm như thế này. Bóng đi đúng với vị trí của anh Mậm. Và đá phạt nhanh dành cho đội bóng áo vàng. Trung Anh, anh Mũi đưa bóng vào. Cơ hội. Cuối cùng thì điều gì đến cũng đã phải đến mà thôi. Một công dành cho đội bóng Trẻ Thành Phố. Tưởng chừng như tinh thần của đội bóng Bin FC họ đã làm tốt trong hiệp đấu thứ hai, khi mà bất ngờ họ đã có những cơ hội nguy hiểm ở những phút đầu tiên ở trong hiệp đấu này. Thì trong một tình huống đá phạt nhanh và dàn xếp tốt, đội bóng áo vàng họ đã có được bàn thắng và điều mình cần. Anh Mũi đã đưa một trái bóng vào quá dễ dàng cho Tuấn Nếp. Và bàn thắng đến với Tuấn Nếp như một điều tất thể sẽ phải xảy ra đối với cá nhân cầu thủ này và tập thể của đội bóng Trẻ Thành Phố. Trung Anh đã làm cầu nối cực kỳ tốt và anh Mũi đã đưa một trái bóng về phía cột 2, không có gì thuận lợi hơn dành cho Tuấn Nếp. Tỷ số được mở và 1-0 dành cho đội bóng Trẻ Thành Phố. Và Trường Béo vẫn sẽ là người thực hiện. Đưa bóng vào, đánh đầu. Người đã bất cao là Huấn Lép. Đưa bóng vào, tay cao, không được. Phá bóng mà Nhất Minh đã rất cố gắng và nỗ lực đưa bóng dành cho Thành Cao. Bóng tiếp tục trở lại chân của Tuấn Nếp. Minh Dô dứt điểm. Pha dứt điểm khá căng của Minh Dô. Trường Béo đưa bóng vào, một tay cao, một đều. Một đều dành cho FC Bin. Một pha ăn mừng quá hay của tay cao sau khi đã có bàn thắng dành cho đội bóng FC Bin vào thời điểm này. Pha ăn mừng để cho bộc lộ tất cả những áp lực trong những phút thi đấu vừa qua mà Thành Cao đã nhận về. Một pha bóng mà Trường Béo đã rất quyết đoán được pha bóng này, thì Trường Béo đã đưa ra một phương án hay rồi. Bàn thắng đến với Thành Cao là cực kỳ dễ dàng khi mà khung thành đã bỏ trống. Trái bóng được xuất phát chính từ Thành Cao. Và Trường Béo nhận bóng từ người đồng đội, tung ra một cú căn ngang. Dù có một tình huống điểm chạm tới từ hậu vệ của đối phương, nhưng quỹ đạo bóng vẫn khiến cho Thành Cao có thể ghi bàn ở trong trận đấu này. Một đều dành cho đội bóng Bin. Nhưng vẫn đang là Trẻ Thành Phố, pha xử lý tốt. Cường Em, Tuấn Minh, tốc độ và cơ hội dành cho đội bóng FC Bin. Tuấn Minh, câu vào!
không phải là bàn thắng dành cho đội bóng FC Bin, nhưng vẫn là một thời cơ nữa dành cho đội bóng Cam. Hai cầu thủ mang tên Minh của đội bóng Bin đang có những pha xử lý bóng thực sự là chưa tốt ở thời điểm này. Tuấn Minh đã có một tốc độ cực kỳ tốt nhưng lại không thể chiến thắng được anh Mậm. Cường Em pha xử lý bóng tốt, Minh Dô quyết định dứt điểm ở góc hẹp chưa phải là một phương án hay. Có thể đưa bóng vào, đánh đầu, người đánh đầu đó là anh Toàn. Pha cắt bóng chủ động của Thành Cao, có quá nhiều những không gian, Thành Cao đưa bóng vào, không được, không thành công với ba bỏ lỡ vừa rồi của Nhất Bình. Còn đây là một đường truyền gần như là tốt nhất của Thành Cao, nhưng Nhất Bình lại đã trượt tâm bóng với tình huống đệm bóng gần thành. Tuấn Nếp và Minh Dô đang là những người đứng trước bóng. Minh Dô, cú đá đi lên trời và đúng lúc này tiếng còi của trọng tài đã cất lên để có thể khép lại trận đấu thứ hai. Ở vòng đấu thứ hai ở trong lượt trận trong buổi chiều ngày hôm nay trên sân bóng Bình Minh. Tỷ số cuối cùng vẫn là 1-1, một kịch bản giống với lượt trận đầu tiên. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong buổi chiều chủ nhật tuần này ở vòng đấu hạ màn giải bóng đá vô địch sân 7 xứ Thanh trên sân bóng Bình Minh. Xin chào và hẹn gặp lại trên lô sóng của TH Media.